Hello. Ở phần số 3 này chúng ta sẽ đi vào bài số 1. Đó là bài có bao nhiêu nguồn thu nhập tại By Design. Cái điều đầu tiên, cái nguồn thu nhập từ By Design rằng là xây dựng hệ thống là một cái công việc dài hạn và có người, phải nhiều người bằng nhiều người. Tức là làm công việc với con người. Và làm một công việc về con người thì đó là một công việc khó rồi. Nhưng vấn đề chúng ta phải hiểu cái cách làm. Không ai người ta đem gọi là dùi đục chấm mắm cáy để chúng ta có thể thuyết phục người khác. Mà người ta thường thuyết phục người khác thông qua các cái yếu tố của kỹ năng. Có nhiều người sẽ nói thông qua số liệu này, đúng không? Hay là nói quá này, đúng không? Rồi về vấn đề phân tích này, rất rất nhiều, có rất nhiều cái cách. Thế vậy đây là cái công việc làm con người với con người. Thì chúng ta nên nhớ rằng cái công việc này lại liên quan đến trading, đúng không? Nó lại rất bảo thủ khi gặp các cái khách hàng đã chơi đúng không? Đó, nhưng cái công việc này nó lại rất dễ dàng với một người đang tìm kiếm cơ hội và chưa biết, đúng không? Nó đều ở các cái trạng thái này, và chúng ta mới hiểu được rằng là các cái nguồn thu nhập và thu nhập từ giao dịch tự chơi đấy bằng SMA đó, và thu nhập từ hệ thống cộng tác với sàn giao dịch đấy, đó cũng là như vậy. Tức là nếu trong nhập tự chơi chúng ta có một khoản tiền rồi, rồi thu nhập từ làm hệ thống con người phải đạt được danh hiệu, phải đạt được các cái yếu tố về nhánh nhánh đúng không ạ, về tỷ lệ F1 lên cấp à, đó tất cả mọi cái nó đều có quy tắc. Vậy có cái bao nhiêu nguồn thu nhập từ đó chúng ta phải biết. Vậy thì cái điều đầu tiên chúng ta nên nhớ rằng là một, đó là xây hệ thống. Xây hệ thống thì tại By Design chúng ta sẽ có hai chân khỏe và yếu. Và ban đầu chúng ta nên tìm 10 F1 đúng không ạ, để xếp chân cho tạo ra một cuộc cạnh tranh hai nhánh. Nó sẽ có một cái nhánh khỏe và nhánh yếu đúng không ạ, và đương nhiên nó có nhánh khỏe và nhánh yếu. Những ai biết làm cái này rất là nhanh đúng không ạ, nhưng vấn đề đây là chúng ta làm và tìm được cái F1 tức là người đầu tiên à, thì phải biến họ cũng copy được giống mình đó. Đó đó là cái yếu tố quan trọng nhất cuộc đời. Ông trời thương mình đúng không ạ, cho mình đúng một người copy được đã tuyệt vời rồi, nhưng lại làm cho nhiều người copy được cho mình, nó lại chính là cái công nghệ của phát triển. Đó đó là cái tìm là có copy được đúng không ạ, thì biết một người đầu tiên biến họ cũng copy được giống mình, công nghệ của phát triển đúng không ạ. À, thứ hai nữa là chúng ta hiểu được cái quy luật đúng không ạ, họp này, zoom này, đào tạo này, bán hàng này, chia sẻ này, đó các cái quy luật như vậy đúng không ạ. Thôi người mới này, người cũ này, đó tạo động lực này, danh hiệu này và các sự kiện của công ty, đó là cái chúng ta phải biết. Vậy thì muốn xây hệ thống nó có những cái quy tắc 10 F1 cho một người, đó chính là cái công cụ để tìm kiếm đúng không ạ, F1. Và tìm kiếm F1 này xếp được đấy là chúng ta lại phải có, sau khi làm được thì chúng ta phải tiếp tục đào tạo họ, chia sẻ họ
cách làm, chứ không phải 10 F1 chúng ta để đó là người ta không làm đâu. À, đúng không ạ? Đó là vấn đề số 1, đó là xây hệ thống, tức là kỹ năng, đúng không ạ? Nó có các cái bài kỹ năng 11, đúng không ạ? Đàm phán 11, đúng không ạ? Đó. Rồi các cái kỹ năng về 20 khách hàng và giữ 20 khách hàng. Nó có rất nhiều kỹ năng. Rồi kỹ năng chia sẻ, thúc đẩy đội nhóm. Đúng không ạ? Từ đó mà chúng ta có các cái nguồn thu nhập từ xây dựng hệ thống 10% F1. Đúng không ạ? Nếu ai tính theo điểm thì chúng ta sẽ có 20% điểm, đây chúng ta tính theo tiền là 10% tiền và 10% nhánh yếu. Nó đơn giản như vậy. Chưa kể thu nhập của các cái thu nhập mà ở dưới họ lên cấp, họ có rất nhiều các danh hiệu. Nhưng về cơ bản chúng ta chỉ cần nói sau khi ban đầu là chúng ta xây dựng hệ thống và bây giờ nó đang còn rất mới, đúng không ạ? Nhưng cái này nó gọi là dài hạn nhé, và không có ngay nhé. À, trước đây chúng ta bán sản phẩm, ok, chúng ta mua 10 triệu hay là 20 triệu thì chúng ta có được cái cơ hội sử dụng sản phẩm. Tất nhiên là chúng ta sử dụng sản phẩm rồi, sử dụng. Nhưng mà đặc biệt là nếu ta mua nhiều hơn 10 triệu thì chúng ta có cơ hội bán sản phẩm trực tiếp. Thì chúng ta được 10% hay 20%, thậm chí được 50%. Nhưng ở cái sản phẩm này là một sản phẩm tín hiệu. Nếu chúng ta không dùng thì bỏ đi, không không bán được, đúng không ạ? Cũng không giúp được cái gì cả, đúng không ạ? Do vậy chúng ta phải hiểu sâu là sản phẩm nó bị triệt tiêu nếu trong trường hợp chúng ta để nguyên đó. Và những cái người mà active ấy, buộc là phải hiểu rất sâu về cái vấn đề hệ thống. Và cái thứ hai đó là thu nhập từ tự trade, đúng không ạ? Điều đầu tiên kiếm ngay cho mình một cái sàn, kiếm ngay sàn và có thể giao dịch an toàn, đúng không ạ? Đương nhiên phải an toàn là nạp rút ok nhất, đúng không ạ? Nhanh nhất, đúng không ạ? Bid ask là chênh lệch ấy, bid ask chênh lệch mua bán vừa đủ, đúng không ạ? Tỷ lệ markup commission vừa đủ. Đó, tại sao lại nói như này? Bởi vì trên thị trường có rất nhiều các sàn chúng ta đánh là chúng ta thua, bởi vì com họ quá cao cộng với lại bid ask chênh lệch mua bán quá lớn, không đánh được, đúng không ạ? Và sàn phải có giấy phép, check được giấy phép, đủ uy tín, cộng đồng đánh giá tốt, có server và nguồn gốc rõ ràng, đúng không ạ? Đó đó chính là cái yếu tố quan trọng. Và chúng ta nạp cộng với rút dễ dàng, đúng không ạ? Và chúng ta rút lãi sớm để quản trị vốn, đúng không ạ? Còn đó là những cái mà chúng ta xem nạp rút dễ dàng, rút lãi quản trị vốn, đúng không ạ? Và đặc biệt sàn đã có kinh nghiệm và thâm niên đánh giá của những cái người đi trước, đúng không ạ? Các tờ tin ra có an toàn hay không, tin ra tức là nó biến động giá sóng ấy, nó có an toàn không, có cắt dễ dàng không, cắt lệnh dễ dàng hay không. Và trong smart trader ấy, và trong smart trader họ có liên kế, họ có liệt kê ấy, có liệt kê các sàn uy tín đó, phải làm được cái việc này, đúng không ạ? Và chúng ta đạt được cái tỷ lệ như ông Gary công bố trên lịch sử giao dịch ấy. Đó, vấn đề tự trade đấy, đúng không ạ? Thu nhập từ tự trade, và cái thu nhập này chúng ta còn làm được rất nhiều việc nữa, đúng không ạ? Có thể có đội nhóm khách hàng hay có đội đang cần tín hiệu, đúng không? Giao dịch vân vân, có thể có, đúng không ạ? Và đặc biệt chúng ta chọn một cái sàn có commission cho chúng ta, có phí cho chúng ta nếu giới thiệu khách đó. Thế thì hiện tại là chúng ta sẽ có cái tự chơi và cái việc giới thiệu commission này. Đây là yếu tố rất quan trọng để khi chúng ta có nhiều F1 thì đương nhiên F1 sẽ hỏi là chúng ta sẽ giao dịch ở đâu,
và chúng ta cần có một nơi để chúng ta trade, và chúng ta sẽ có phí, đúng không ạ? Đó, đó là hai cái nguồn thu nhập. Vậy thì chúng ta quan tâm đến cái gì, đúng không ạ? Sự quan tâm, một đó là tổng các cái khách hàng không làm hệ thống nhưng thích sử dụng tín hiệu, đó là một nhóm khách hàng đầu tiên của ta. Đó, khách hàng thứ hai là thích xây hệ thống và chơi đấy, chúng ta cũng có lựa chọn khách hàng này. Cái khách hàng thứ ba nữa là thích xây hệ thống nhưng không chơi, thì họ chỉ cần mua năng động và họ làm một mã thôi, chúng ta cũng không ép được họ, nhưng họ cũng không chơi, đúng không ạ? Họ thích làm hệ thống và họ đang có rất nhiều tài chính, đúng không ạ? Rồi có những người thích làm copy trade, nghĩa là họ đánh được một thì người ta cho rất nhiều các thành viên ở phía sau copy, đúng không ạ? Cùng lãi, nhưng mà nó đã gặp cái điểm yếu là chết chùm, đó là điểm yếu. Thắng thì không sao, thắng thắng chùm thì không sao, đúng không ạ? Nhưng mà chết chùm là nguy hiểm. Và đặc biệt nữa là có người lại thích quan tâm đến ủy thác hay quỹ mà sử dụng SMA an toàn. Đấy, nhiều người ta vận hành SMA dựa trên cái yếu tố, đúng không ạ? Có người lại thích quỹ thông qua ủy thác robot, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Đấy là một trong những cái sử dụng SMA, và SMA nó đáp ứng được toàn bộ, vì cái công ty chủ yếu là bán tín hiệu, đúng không ạ? Và không quan tâm, không care cái việc mà bạn đánh ở đâu, đúng không ạ? Tuy nhiên, chúng ta cần phải có cái thái độ tích cực để nhìn cái thu nhập từ đâu mà có, lấy ngắn nuôi dài, đúng không ạ? Bởi vì sao? Vì hệ thống chúng ta sẽ phải trang trải, hệ thống chúng ta sẽ phải đi du lịch, hệ thống chúng ta sẽ phải tưởng thưởng, hệ thống chúng ta có bonus rồi rất rất nhiều cái, thì chúng ta cần phải cô đặc lại các vấn đề xây dựng hệ thống này, sau đó là tự trade này và làm hệ thống khách hàng. Vậy thì dùng SMA chúng ta có hai cái yếu tố là tự trade và có khách hàng, nó giúp cho chúng ta có thu nhập nhanh, sau đó dùng vào dài hạn để chờ cái tín hiệu nó nổi và xây dựng hệ thống của khách hàng by design nó bùng nổ, lập tức là gì ạ? Chúng ta sẽ có rất là nhiều tiền, giống như anh Gustavo đấy, đúng không ạ? Và chúng ta quan tâm những cái vấn đề này, đúng không ạ? Và ở các video sau là chúng ta sẽ có phân tích mổ xẻ thêm. Xin được cảm ơn mọi người.